Rồi đây, lớp lằn cổ tay này, đặt ba ngón tay này, cái đốt thứ ba này, bấm ngón cái vào, ấn và giữ vuông góc như này. Trong suốt hành trình ấn hơi đau một chút, khi nào tay bên này đau thì bắt đầu lại đổi sang tay bên kia ấn giữ như này. Đấy, rồi.